Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 8 tháng 12 năm 2019. Hôm nay thì mình sẽ tổng hợp tất cả những người đã giành được huy chương cho đội tuyển Việt Nam. Đây. Bộ môn Aeronit 4 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Điền kinh 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Cầu lông chưa được huy chương. Bóng rổ thì được 1 huy chương đồng. Bóng ném bãi biển chưa. Bia chưa. Bowling chưa. Đi cano thì đã giành được 2 huy chương vàng. Đạp xe 2 huy chương vàng, khiêu vũ thể thao 2 huy chương vàng, đấu kiếm 3 huy chương vàng. Trong ngày hôm qua thì bơi lội cơn mưa vàng của anh Duyên 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Bóng bàn thì có 1 huy chương vàng. Taekwondo 2 huy chương vàng. Bộ môn giảm cân aerobic 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Và đây là bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất mình được cập nhật vào 8 giờ sáng. Đội chủ nhà Philippines thì vẫn đang đứng đầu bảng với 89 huy chương vàng, 67 huy chương bạc, 65 huy chương đồng. Tiếp theo đội Indonesia 50 huy chương vàng, 49 huy chương bạc, 58 huy chương đồng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì giành được 46 huy chương vàng, 50 huy chương bạc, 64 huy chương đồng. Và đội Thái Lan đang bứt tốc rất là cao với 41 huy chương vàng, 55 huy chương bạc, 60 huy chương đồng. Còn đội Timor, Đông Timor thì vẫn chưa có huy chương. Tại vì các vận động viên của Đông Timor thì mới có 48 người tất cả để sang thi đấu thôi. Nên là mình cũng hiểu được cái lý do phần nào mà họ không giành được huy chương. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu video mà hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.